chào tất cả các em, chị là Ngân và chào mừng các em đã đến với kênh Học Văn Không Vất Vả. Trước hết thì chị xin lỗi các em bởi vì dạo này chị khá bận việc nên không thể ra video đúng tiến độ được. Nhưng mà trong khoảng thời gian sắp tới, chị sẽ cố hết sức để làm cho kịp với chương trình học của các em. Hình như các em học tới bài Người Lấy Đào Xong Đà đúng không? Căng. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào bài văn bản thứ hai, đó chính là bài Việt Bắc. Chúng ta cùng nhau bước vào bài học nào. Về nội dung bài học thì bài này sẽ có 4 phần: tìm hiểu chung, tìm hiểu văn bản, phần tổng kết và cuối cùng là phần mở rộng. Chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu chung, đi sơ lược vài nét về tác giả Tố Hữu cũng như là tác phẩm Việt Bắc. Về tác giả thì các em không cần phải nhớ quá dài dòng năm sinh, năm mất hay là quê quán gì hết. Các em chỉ cần nhớ hai yếu tố chính sau giúp chị. Đầu tiên đó chính là đặc điểm nổi bật hay cái tên gọi. Khi mà vừa nhắc đến tác giả thì người ta sẽ nghĩ ngay đến cái tên ấy. Và cái thứ hai nữa đó chính là các em phải nhớ được văn phong sáng tác. Về Tố Hữu thì ông được người ta gọi với cái tên là cây bút lão làng, cái đại cổ thụ, hoặc có thể gọi là cánh chim đầu đàn của nền văn học cách mạng Việt Nam. Tại sao chúng ta lại gọi như thế? Bởi vì trong sự nghiệp sáng tác của mình, Tố Hữu đã tích góp được 7 tập thơ. Tập thơ đầu tiên là tập thơ Từ Ấy, được sáng tác từ năm 1937 đến năm 1946. Đây là chặng đường đầu tiên của đời thơ Tố Hữu, đánh dấu một cột mốc vàng son và vô cùng ý nghĩa đối với ông. Đó là khi ông được giác ngộ lý tưởng của đảng. Những tập thơ tiếp theo là Việt Bắc nè, Gió Lộng, Ra Trận, Máu và Hoa, tập thơ Một Tiếng Đờn và cuối cùng là Ta Với Ta. Thì các em có biết là điều đặc biệt giữa các tập thơ này là gì không? Đó là ông đều viết để phục vụ cho cách mạng. Không có một cây bút nào trên nền văn học Việt Nam mà như ông hết. Ông sinh ra như thể với sứ mệnh là một người chiến sĩ. Ông hành quân suốt cả cuộc đời mình, hành quân trên mặt trận tiền tuyến và hành quân trên cả mặt trận nghệ thuật. Đường thơ của ông là đường đời và đường thơ cũng là đường cách mạng. Rồi vậy chốt lại, khi nhắc đến Tố Hữu các em phải nhớ ông là một nhà thơ cách mạng. Yếu tố thứ hai mà các em cần nhớ khi nhắc đến tác giả đó chính là văn phong, hay người ta còn gọi là phong cách sáng tác. Thì văn phong của Tố Hữu có những đặc điểm sau đây. Đầu tiên chính là tính trữ tình chính trị. Trữ tình chính trị ở đây có nghĩa là gì ta? Chính trị là những vấn đề lớn, những niềm vui lớn, lẽ sống lớn của dân tộc. Khi mà nhắc đến chính trị thì người ta thường sẽ nghĩ đến cái gì đó nó khô khan và gai góc. Nhưng đối với Tố Hữu thì ông viết về chính trị với một giai điệu rất là êm ả. Ông đã trữ tình hóa khi mà nói về chính trị. Điều đó khiến cho thơ của ông khi nói về chính trị không hề khô khan hay gai góc, mà ngược lại nó lại vô cùng nhẹ nhàng và dễ đi vào lòng người. Thứ hai đó chính là khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn. Thì hai yếu tố này chị đã giải thích rất rõ trong bài thơ Tây Tiến. Nếu như mà các em muốn xem lại thì các em có thể chuyển đến phần mở rộng của bài Tây Tiến để xem ha. Thứ ba là đậm đà bản sắc dân tộc. Các em có thể gọi gọn là tính dân tộc. Thì tính dân tộc ở đây là gì ta? Đó là những gì xuất hiện từ xa xưa, xuất hiện từ rất lâu rồi và nó đã đi vào nếp sống của con người Việt Nam. Nó trở thành tính truyền thống. Thì những điều đó nó không chỉ thể hiện qua mặt hình thức mà còn thể hiện qua nội dung nữa. Hình thức ở đây là gì? Đó là câu cú, câu từ hay là thể thơ mà tác giả sử dụng. Còn nội dung đó chính là những cái tư tưởng, đạo lý, những bài học trong dân gian mà tác giả lồng ghép vào bài thơ của mình. Ý cuối cùng chính là giọng điệu tâm tình và tha thiết. Thì cái này khi mà các em nghe thơ của Tố Hữu thì các em sẽ tự cảm nhận được cái giai điệu đó, nên chị sẽ không giải thích về cái này ha. Về hoàn cảnh sáng tác thì tác phẩm Việt Bắc được trích trong tập thơ Việt Bắc và ra đời vào năm 1954 sau khi mà Hiệp định Geneva được ký kết. Chị biết là nhiều bạn sẽ thắc mắc Hiệp định Geneva là gì, mặc dù chúng ta học rồi nhưng mà chúng ta sẽ quên đúng không? Chị sẽ nhắc lại sơ sơ ha. Hiệp định Geneva là hiệp định được ký kết tại Thụy Sĩ nhằm là khôi phục kinh tế và hòa bình ở Đông Dương. Đồng thời nó cũng chấm dứt sự hiện diện của quân đội Pháp tại Đông Dương, và trong Đông Dương thì có Việt Nam. Bây giờ mình sẽ sang phần tìm hiểu văn bản. Trước hết thì chị yêu cầu các em phải nắm rõ được bố cục của văn bản. Tại vì sao? Bởi vì khi mà ra thi, người ta sẽ không cho các em phân tích hết cả bài đâu. Người ta chỉ bóc tách
một đoạn thơ hoặc một đoạn văn và người ta yêu cầu các em làm rõ cái nội dung đó. Thì khi mà các em nắm được bố cục, các em nhìn vào, các em sẽ biết được cái đoạn đó nó nằm ở đâu và nó viết về vấn đề gì. Như vậy thì các em sẽ tạo được một cái mạch liên kết từ trên xuống dưới, đồng thời nó sẽ giúp cho các em hạn chế được việc đi lạc đề. Đối với bố cục bài này thì nó hơi rối nên là chị mong các em ghi chép cho kỹ nha. Chị sẽ chia bài này ra 5 phần. Khổ 1-2 có nội dung là lời đối đáp chia tay giữa người Việt Bắc và người kháng chiến. Khổ 3 là lời của người ở lại. Khổ 4-5 là nỗi nhớ của người đi về Việt Bắc. Khổ 6 là thiên nhiên và con người trong bức tranh Tứ Bình. Và khổ cuối cùng, khổ 7 có nội dung là nỗi nhớ về cuộc kháng chiến hào hùng của dân tộc. Bây giờ mình sẽ cùng nhau tìm hiểu khổ 1-2 có nội dung là lời đối đáp chia tay giữa người Việt Bắc và người kháng chiến. Mình về mình có nhớ ta, 15 năm ấy thiết tha mặn nồng. Mình về mình có nhớ không, nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn. Tiếng ai tha thiết bên cồn, bâng khuâng trong dạ buồn chồn bước đi. Áo chàm đưa bụi phân ly, cầm tay nhau biết nói gì hôm nay. Đối với 8 câu thơ này thì mình có thể chia bố cục ra như sau. 4 câu thơ đầu là lời của người ở lại và 4 câu thơ sau là lời của người đi. Ta thấy được là người ở là người lên tiếng trước. Bởi vì sao? Bởi vì giữa người đi và người ở thì người ở lúc nào cũng sẽ là người buồn hơn hết. Bởi vì họ sẽ cảm thấy vô cùng trống trải khi mà một thứ thân thuộc tưởng chừng như sẽ gắn bó mãi mãi với mình nay lại đột nhiên biến mất. Thì cái cảm giác đó rất là khó diễn tả thành lời. Và cái sự bồn chồn, thổn thức ấy đã đi vào thơ của Tố Hữu. Bây giờ mình sẽ cùng nhau phân tích khổ thơ 1 để hiểu rõ hơn về những cái tâm tư tình cảm của người ở lại. Xuyên suốt cả bài thơ, Tố Hữu đã sử dụng lối xưng hô mình ta tạo một cảm giác rất yêu thương và gần gũi. Ông ví von cuộc chia tay giữa người đi và người ở như thể là cuộc chia tay giữa những đôi lứa đang yêu nhau. Vậy thì tại sao tác giả lại ví von như thế? Đó là do mối quan hệ giữa người Việt Bắc và người kháng chiến quá là khăng khít và bền chặt, đến nỗi không có một ngôn từ nào có thể diễn tả được hết tình cảm mà họ dành cho nhau. Vậy thì ở đây, Tố Hữu đành phải mượn mối quan hệ giữa một đôi trai gái đang yêu để có thể biểu trưng cho tình cảm này. À, chị biết nhiều bạn sẽ thắc mắc là có nhất thiết phải là tình yêu đôi lứa không? Mình có thể ví von nó như tình cảm gia đình, anh em hay là bạn bè cũng được mà. Thì đối với chị, chỉ có tình yêu đôi lứa mới bộc lộ được hết những tâm tư tình cảm mà người Việt Bắc và người kháng chiến dành cho nhau. Nếu như so với tình cảm gia đình, anh em hay bạn bè thì tình yêu đôi lứa lúc nào nó cũng đặc biệt hết. Nó sôi nổi và nhiệt huyết hơn nhiều. Theo chị thì tình yêu đôi lứa nó là một cái gì đó rất là kỳ tích. Các em thử nghĩ đi, những người không quen biết, không họ hàng thân thích gì hết mà họ yêu nhau, họ hết lòng vì nhau. Đôi khi họ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên thì có phải là tình yêu đôi lứa nó rất là kỳ lạ đúng không các em? Thì cái việc mà tác giả ví von tình cảm giữa người Việt Bắc và người kháng chiến như tình cảm giữa những đôi lứa yêu nhau, nó khiến cho thơ của ông càng mặn nồng và thấm thiết hơn bao giờ hết. Mình về mình có nhớ ta là câu hỏi, nhưng mà không phải hỏi để thắc mắc, mà là hỏi để nhắc nhở người đi hãy nhớ về 15 năm gắn bó và đừng quên những tình cảm, kỷ niệm mà họ đã san sẻ cùng nhau. 15 năm quả thực là một chặng đường rất dài và trong khoảng thời gian đó, họ từ những người xa lạ đã trở thành anh em, trở thành một đại gia đình máu mủ ruột thịt. Khi mà người chiến sĩ khăn gói lên Việt Bắc thì họ bỏ lại tất cả phía sau và người Việt Bắc ở đây đã cưu mang họ. Thế nên các anh chiến sĩ nợ những người dân một ân tình rất lớn. Ở đây các em có thể thấy được hình ảnh cây, núi và sông nguồn. Thì đây chính là hình ảnh tượng trưng cho hiện tại và quá khứ. Người ở nhắc nhở người đi rằng dẫu ở bất cứ đâu, dù là hiện tại hay tương lai thì vẫn phải nhớ về quá khứ. Núi không mất, sông cũng chẳng cạn. Đây chính là những hình ảnh không gian bất biến. Thì từ đó tác giả đã khẳng định được một tình cảm vĩnh cửu đối với nguồn cội và căn cứ vững vàng của cách mạng. Theo chị nói ban đầu thì tính dân tộc trong thơ của Tố Hữu không chỉ được thể hiện qua những hình thức như là
thể thơ hay là ngôn từ, mà nó còn thể hiện qua những tư tưởng truyền thống mà tác giả lồng ghép vào đó. Ở đây ta thấy được tư tưởng uống nước nhớ nguồn đã được tác giả đưa vào trong thơ của mình. Thì đây chính là ví dụ rõ ràng nhất cho tính dân tộc trong thơ của Tố Hữu. Việt Bắc là nơi khởi nguồn cho công cuộc giữ nước của quân ta, thế nên các em có thể gọi Việt Bắc là cái nôi của cách mạng. Dân gian vẫn hay gọi Việt Bắc là một vùng đất địa linh. Thì tại sao địa linh lát nữa các em sẽ biết ha. Việt Bắc là tên gọi của một vùng đất nằm ở phía bắc nước ta, giáp gần với biên giới Trung Quốc. Trong những năm tháng cách mạng còn non trẻ thì Việt Bắc đã trở thành vùng đất màu mỡ về nhân lực, địa hình, địa lý và nhiều điều kiện thuận lợi khác. Dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Ái Quốc thì chiến khu Cao Bắc Lạng đã được hình thành vào năm 1941. Và các dân tộc anh em, các đồng bào nơi đây đã trở thành những người Việt Nam đầu tiên vinh dự đón nhận sứ mệnh của đảng, nhen nhóm cho ngọn lửa cách mạng sau này. Trong một bài báo chị đọc thì họ có miêu tả vẻ ngoài của Việt Bắc như thế này. Nơi đây vừa mang dáng vẻ của đại ngàn kỳ vĩ, vừa có những hình ảnh thân thuộc, gần gũi của làng quê Việt Nam. Những quả đồi nhấp nhô trùng trùng điệp điệp như những con sóng xanh vỗ lăng tăng ngút ngàn tầm mắt. Những ruộng lúa, nương ngô dập dìu một màu xanh êm dịu. Những dòng suối len lỏi lượn theo chân đồi. Khe núi như một dải lụa thanh thiên mềm mại, càng tôn lên vẻ đẹp sơn thủy hữu tình của núi rừng Việt Bắc. Các em thấy đó, tạo hóa đã ban tặng cho Việt Bắc một địa thế tuyệt đẹp về quân sự. Người ta gọi là tiến khả dĩ công, thoái khả dĩ thủ, có nghĩa là khi đánh thì có thể tiến và khi lui thì có thể phòng ngự. Đây là lý do mà tại sao dân gian người ta hay gọi Việt Bắc là một vùng đất địa linh. Khi còn ở chiến khu thì Hồ Chủ tịch cũng đã làm rất nhiều bài thơ gắn bó với cách mạng, điển hình là bài Tức cảnh bắt bó. Sáng ra bờ suối, tối vào hang, cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng, bàn đá chông chênh dịch sử đảng, cuộc đời cách mạng thật là sang. Mình vừa hoàn thành xong 4 câu thơ đầu, bây giờ mình sẽ sang 4 câu thơ sau là lời của người ở lại. Tiếng ai tha thiết bên cồn, bâng khuâng trong dạ bồn chồn bước đi, áo chàm đưa bụi phân ly, cầm tay nhau biết nói gì hôm nay. Thì ở đoạn trước chúng ta bắt gặp cụm từ thiết tha trong câu 15 năm ấy thiết tha mạng nồng. Bây giờ chúng ta lại bắt gặp cụm từ tha thiết trong câu tiếng ai tha thiết bên cồn. Thì đây là nghệ thuật gì các em? Đúng rồi, đó chính là nghệ thuật hô ứng đồng vọng. Về khái niệm hô ứng đồng vọng có nghĩa là gì? Đó là khi hai người họ hướng vào nhau, người hô thì người ứng, người hỏi thì người đáp. Người Việt Bắc hỏi là thiết tha, người ra đi đáp là tha thiết. Thì cái sự hô ứng này nó là một chất xúc tác tuyệt vời. Nó tạo được tiếng vọng, tiếng vang, âm vang trong lòng người đọc. Hô ứng đồng vọng là một từ khóa rất quan trọng khi nhắc đến tác phẩm này. Nó gần như là chiếc chìa khóa quyết định điểm số của các em. Có nhiều người họ làm rất là hay nhưng mà lại ghi thiếu chữ hô ứng đồng vọng, thế là không được trọn điểm. Nhưng mà các em chỉ cần làm bài ổn thôi, được mức ổn thôi, nhưng mà có chữ hô ứng đồng vọng vào thì các em sẽ được trọn điểm. Nên là nhớ nha, khi nhắc đến tác phẩm Việt Bắc, ngoài phong cách sáng tác của Tố Hữu thì các em phải nhớ giúp chị nghệ thuật hô ứng đồng vọng trong này. Từ lấy bâng khuâng và bồn chồn thể hiện một tâm trạng rối bời của người đi. Họ lòng không muốn nhưng chân vẫn phải bước, bởi vì bản thân họ còn rất nhiều nhiệm vụ cần phải thực hiện nơi miền xuôi. Tâm trạng ấy chẳng thể nào cất thành lời mà chỉ được bộc bạch qua nét mặt. Đối với những người mà họ gắn bó với nhau lâu á, thì nhiều khi họ chẳng cần phải nói gì hết mà chỉ cần liếc mắt một cái cũng đủ hiểu đối phương nghĩ gì. Ngay từ đầu khi giới thiệu về tác giả thì chị đã nói là văn phong của ông có điểm đặc biệt, đó là mang tính dân tộc rất đậm đặc. Điều đó không chỉ thể hiện bằng tư tưởng mà còn thể hiện qua việc ông sử dụng ngôn từ nữa. Trong tác phẩm này, tác giả đã sử dụng là 100% ngôn ngữ thuần Việt, duy chỉ có một cụm từ, đó là cụm từ phân ly. Đây là từ Hán Việt độc nhất trong bài. Nhưng nếu xem xét về vị trí cũng như là tình cảnh thì trong trường hợp này đặt từ phân ly ở đây là vô cùng hợp lý, bởi vì nó giúp làm tăng thêm phần nghiêm trang và trang trọng cho buổi lễ chia tay. Khi phân tích đến đây thì các em nhớ chú ý nhấn mạnh vào chữ phân ly giúp chị ha.
Áo chàm là một nghệ thuật hoán dụ, nó dùng để chỉ màu áo của người Việt Bắc. Thì các em có biết chàm á, là cái màu nó nằm giữa màu xanh và màu tím. Chàm là một loại thuốc nhuộm có nguồn gốc từ thực vật lâu đời nhất ở trên thế giới. Không chỉ có dân tộc Việt Nam đâu, mà dân tộc trên các nước khác cũng sử dụng màu chàm như là một màu tiêu biểu cho trang phục truyền thống của họ. Ở đây thì chỉ có ví dụ một số hình ảnh của những trang phục truyền thống có màu sắc là màu chàm cho các em xem ha. Sang câu thơ cuối, cầm tay nhau biết nói gì hôm nay. Các em có thể thấy được ở câu này nhịp thơ nó hơi khác một tí đúng không? Thay vì sử dụng nhịp thơ 4-4 thì tác giả lại sử dụng nhịp thơ 3-3-2. Nó thể hiện sự ngập ngừng và nghẹn ngào trong từng câu chữ của người đi. Bao nhiêu ân tình, giờ nói thì biết bắt đầu từ đâu đây? Không nói không phải là bản thân họ không có gì để nói, mà là vì có quá nhiều thứ để nói và nó đã được cụ thể hóa qua hành động cầm tay. Hoàng Trung Thông đã từng viết là bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Mọi thứ đều từ bàn tay con người mà kiến tạo ra. Nếu như người kháng chiến đôi tay họ cầm súng, thì người Việt Bắc đôi tay của họ lại cầm cuốc, cầm cày. Mặc dù công việc khác nhau nhưng mà họ có điểm chung, đó là bàn tay của họ đều bị thô ráp và chai sạn vì công việc của đất nước. Đây là một cái lý tưởng và một phẩm chất rất cao đẹp, tượng trưng cho con người Việt Nam vì nước, vì dân lúc bấy giờ. Người ta hay nói là gì các em? Hành động là phiên dịch tốt nhất cho suy nghĩ. Khi mà mình yêu, mình thương ai đó thì không cần phải nói quá nhiều, quá dài dòng đâu. Nói một lần là đủ. Và sau đó thì mình phải hành động ra cho người ta biết đúng không? Chứ mà nói không không, nói sáo rỗng thì được cái gì? Trong một bài thơ trước đó các em đã học thì cái hành động cầm tay này cũng đã thể hiện cho tình cảm, sự gắn bó giữa những người lính, những người đồng đội. Đó là bài Đồng Chí của Chính Hữu. Thương nhau tay nắm lấy bàn tay. Vậy là chúng ta đã xong hai khổ thơ đầu, lời đối đáp chia tay giữa người Việt Bắc và người kháng chiến. Vậy thì bây giờ mình sẽ sang khổ thứ ba, đó là lời của người ở lại. Các em đừng có hoảng, bởi vì chị biết các em sẽ thắc mắc là ủa sao mà cái bố cục nó rối quá vậy, lời của người đi người ở sao mà nó cứ vậy với nhau. Thì không sao đâu, cái này là điều bình thường đó. Hồi đó chị đi học thì chị cũng bị rối với các em vậy. Bây giờ chị sẽ phân lại một lần nữa để các em có thể đánh dấu. Các em chỉ cần đọc cái này thôi, các em sẽ nhớ được cái bố cục liền. Khổ 1 là lời của người Việt Bắc, khổ 2 là lời của người kháng chiến, khổ 3 là lời của người Việt Bắc, và từ khổ 4 trở về sau là lời của người kháng chiến. Cấu trúc của đoạn này sẽ có 6 câu lục và 6 câu bát. Câu lục chính là lời hỏi mà người Việt Bắc dành cho người đi, và câu bát chính là lời gợi nhắc những kỷ niệm họ đã trải qua cùng nhau. Vừa vào thì ta thấy được ở nguyên đoạn thơ này, tác giả sử dụng điệp cấu trúc câu mình đi, mình về rồi mình lại đi, kết hợp với một loạt cụm từ có nhớ, thì điều này gợi cho ta cảm nhận được một tâm trạng của người ở lại. Tâm trạng quan tâm, lo lắng, không biết rằng là cán bộ miền xuôi còn nhớ chiến khu Việt Bắc nữa hay không. Nhưng đồng thời nó cũng có tác dụng là nhấn mạnh và nhắn gửi người đi rằng đừng quên những năm tháng ân tình gắn bó. Vậy thì đi qua những năm tháng ấy, họ đã sát cánh với nhau như thế nào? Đó là cùng chiến đấu dưới điều kiện tự nhiên rất khắc nghiệt, mưa nguồn suối lũ những mây cùng mù. Câu thơ này đã đặc tả được cảnh thiên nhiên, hoang sơ, hùng vĩ của núi rừng Việt Bắc. Nhưng đồng thời, đây cũng là một điều kiện thuận lợi để đánh giặc đối với dân ta. Người ta gọi là gì các em? Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Sang câu thơ tiếp theo, miếng cơm chấm muối, mối thù nặng vai. Tố Hữu đã sử dụng nghệ thuật đối, ông lấy cái thiếu để nối cái thừa. Dẫu người Việt Bắc họ thiếu thốn về miếng cơm manh áo, nhưng họ lúc nào cũng dạt dào tình yêu với đất nước. Ở đây tác giả còn hữu hình hóa lòng căm thù đất nước, như thể là mối thù này nó đang đè nặng lên vai của dân tộc ta. Mình về rừng núi nhớ ai? Ở câu thơ này các em có thể hiểu và phân tích theo hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất, rừng núi ở đây chính là hình ảnh hoán dụ. Tác giả lấy vật chứa đựng gọi vật bị chứa đựng. Vật chứa đựng chính là rừng núi Việt Bắc, và vật bị chứa đựng chính là những con người Việt Bắc. Rừng núi nhớ ai cũng có nghĩa là người Việt Bắc nhớ về người đi. Nghĩa thứ hai các em có thể hiểu đó chính là
không chỉ con người mà thậm chí là cảnh vật, thiên nhiên cũng phải nhớ nhung, mong mỏi về người kháng chiến. Từ ai trong câu thơ này là một đại từ phím chỉ, nó dùng để chỉ một người nào đó nhưng mà mình không rõ đó là ai. Thì cái chữ ai này nghe nó cảm giác nó rất là mơ hồ đúng không? Nhưng mà khi đặt trong những cái ngữ cảnh khác nhau như là thơ, ca hay là nhạc thì cảm giác như cái câu thơ của mình nó rất là tình cảm. Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần. Hay là trong bài Đây thôn vĩ dạ, ở đây sương khói mờ nhân ảnh, ai biết tình ai có đậm đà. Ở câu thơ tiếp theo, trám bùi để rụng, măng mai để già, thì trám và măng ở đây là những sơn vật mang lại lợi ích kinh tế cho người Việt Bắc. Nhưng mà đó chỉ là trước khi các anh cán bộ đến thôi. Sau khi mà các anh cán bộ đến thì nó đã trở thành lương thực để nuôi sống bộ đội. Nhiều bạn thắc mắc là quả trám nó trông như thế nào và hình dạng của nó ra làm sao. Thì vâng, chào mừng các em đã đến với kênh review đồ ăn của chị Ngân. Bây giờ chị sẽ giới thiệu một tí xíu về quả trám và măng để cho các em. Ít ra thì mình học thì mình cũng phải cảm nhận, mình cũng phải biết nó là cái gì đúng không? Vậy thì mời các em tìm hiểu thôi. Mình về rừng núi nhớ ai, trám bùi để rụng, măng mai để già. Hai câu thơ trong bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu khẽ ngân nga trong lòng chúng ta một giai điệu vô cùng êm ả và thanh bình của làng quê Việt Nam. Trám là một thứ quà ngon lạ của đại ngàn. Từ một quả trám đen có thể chế biến ra nhiều món ăn như là trám kho thịt, kho cá, trám sâm hay là xôi trám. Thì các em có biết là đối với nhiều người, mùa trám không chỉ là mùa thu mà đó còn là mùa thương nhớ. Ngoài trám ra thì măng mai, loại măng đứng đầu bảng của các loại măng ngon, cũng được vinh dự xếp vào danh sách lương thực để nuôi sống bộ đội. Nhưng sau khi người kháng chiến trở về miền xuôi thì người Việt Bắc ở đây cũng chẳng thiết tha gì với những sơn vật ấy nữa. Cứ để nó già, cứ để nó rụng đi. Ở đây tác giả đã lấy cái thừa để nói cái thiếu. Người Việt Bắc họ mặc dù dư dả về sơn vật, về những sản vật, nhưng mà họ lại thiếu thốn tình cảm, thiếu đi những tiếng cười và bóng hình của các anh chiến sĩ. Một lần nữa tác giả đã sử dụng nghệ thuật đối hắc hiu lau xám để thể hiện cho cuộc sống thiếu thốn, u tối và nghèo nàn của những người dân nơi đây. Vào thế kỷ trước, khi mà nhân dân ta kháng Pháp thì lúc đó chúng ta đã phải chiến đấu trong đơn độc bởi vì mình bị kẹt giữa một vòng vây của chủ nghĩa thực dân. Thế nên là mình không có bất kỳ sự hỗ trợ trợ giúp nào về vật chất. Chúng ta vừa phải chiến đấu, vừa phải xoay sở các nhu cầu ăn, mặc, ở. Rồi lúc đó vũ khí, súng đạn này nọ cũng rất là nghèo nàn. Nhưng mà người Việt Bắc ở đây, họ đã cống hiến và họ đã san sẻ hết mọi thứ mình có. Thế mới nói là tại sao họ thiếu thốn về vật chất nhưng mà bản thân họ lại đậm đà lòng son. Lòng son đó chính là tấm lòng dành cho quê hương, cho tổ quốc. Bốn câu thơ sau, mình về còn nhớ núi non, nhớ khi kháng Nhật thuở còn Việt Minh, mình đi mình có nhớ mình, tân trào Hồng Thái mái đình Tây Đa. Thì tác giả đã liệt kê những sự kiện trọng đại của đất nước, đó là khi Việt Minh kháng Nhật, đại hội quốc dân họp ở Tân Trào và mái đình Hồng Thái, nơi mà Việt Minh đã lãnh đạo cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8. Hiện tại thì ở đây nắng đẹp quá nên chị nghĩ là chị sẽ ngồi đây chị quay một tí. Chị sẽ giải thích một số cái cụm từ và những sự kiện chị biết cho các em ha. Về Việt Minh thì theo như chị biết á, Việt Minh là tên gọi tắt của Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng minh. Họ có xuất thân từ những người nông dân, thợ đóng thuyền, tri thức và những tầng lớp khác trong xã hội, tự động gia nhập đội tự vệ, đội du kích và các lực lượng vũ trang nhân dân để cùng với đồng bào có thể chiến đấu bảo vệ độc lập. Đây là hình ảnh của mái đình Hồng Thái, một chứng nhân lịch sử quan trọng của dân tộc. Đình Hồng Thái trước năm 1945 thì người ta gọi là đình cả, được dựng nên để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa cũng như là tín ngưỡng của cộng đồng và là nơi hội họp bàn bạc những công việc chung của làng. Nhưng mà sau cách mạng thì để theo nguyện vọng của nhân dân thì họ mới lấy tên của liệt sĩ Phạm Hồng Thái để đặt cho mái đình. Trong câu thơ Mình đi mình có nhớ mình, tác giả đã sử dụng liên tiếp 3 từ mình. Ta với mình tuy hai mà một,
ta với mình tuy một mà hai. Ở đây câu thơ này có ngụ ý là gì? Đó là người đi họ tự nhắc nhở mình rằng không được quên những ân tình, những năm tháng gắn bó với người Việt Bắc. Uống nước nhớ nguồn là một tư tưởng truyền thống vô cùng quý báu của dân tộc ta. Trong bài Ánh Trăng, Nguyễn Duy cũng đã từng có sự tự nhắc nhở mình về lối sống thủy chung, ân nghĩa với quá khứ. Trăng cứ tròn vành vạnh, kể chi người vô tình, ánh trăng im phăng phắc, đủ cho ta giật mình. Giật mình ở đây là sự tự thức tỉnh lương tri của tác giả, rằng tại sao mình lại quên đi quá khứ. Các em biết không, quá khứ thực ra nó chỉ là một cái khái niệm về thời gian thôi. Hôm qua đã là quá khứ, hôm nay cũng sắp sửa là quá khứ, và ngày mai chắc chắn cũng sẽ trở thành quá khứ. Nhưng mà tại sao mình lại không được quên quá khứ? Bởi vì nếu như không có quá khứ thì chắc chắn sẽ không có hiện tại. Thế nên cái việc nhớ về quá khứ nó cũng là một cách để mình trân trọng hơn hiện tại. Cô chị đã từng có một câu nói như thế này, câu đó chị rất là tâm đắc và đến bây giờ chị vẫn còn nhớ luôn. Nếu bạn bắn vào quá khứ bằng một khẩu súng lục, hiện tại sẽ bắn vào bạn bằng một khẩu đại bác. Thế nên các em nhớ nha, lối sống thủy chung ân nghĩa với quá khứ là một lối sống rất quan trọng. Ta chốt lại ở đây, tác giả đã nhắn nhủ người miền xuôi chớ quên vai trò và công lao của người Việt Bắc, từ đó khẳng định một tình cảm sâu nặng của tình quân dân cả nước. Bây giờ mình sẽ cùng nhau sang khổ thơ thứ tư và thứ năm, nỗi nhớ của người đi về Việt Bắc. Mình cùng nhau đọc đoạn này nha. Ta với mình với ta, lòng ta sâu trước mặn mà đinh ninh. Mình đi mình lại nhớ mình, nguồn bao nhiêu nước nghĩa tình bấy nhiêu. Nhớ gì như nhớ người yêu, trăng lên đầu núi nắng chiều lưng nương. Nhớ từng bản khói cùng sương, sớm khuya bếp lửa người thương đi về. Nhớ từng rừng nứa bờ tre, ngòi thia sông đáy suối lê phơi đầy. Ta đi ta nhớ những ngày, mình đây ta đó đắng cay ngọt bùi. Thương nhau chia củ sắn lùi, bát cơm sẻ nửa chăn xuôi đắp cùng. Nhớ người mẹ nắng cháy lưng, điệu con lên rẫy bẻ từng bắp ngô. Nhớ sao lớp học y tờ, đồng khuya đốt sáng những giờ liên hoan. Nhớ sao ngày tháng cơ quan, gian nan đời vẫn ca vang núi đèo. Nhớ sao tiếng mõ đừng chiều, chày đêm nện cối đều đều suối xa. Ngay câu thơ đầu tiên, ta cảm nhận được sự hòa quyện, cuốn quýt và bền chặt giữa người đi và người ở. Ta với mình với ta. Ở đây, cụm từ lấy mặn mà đinh ninh, nó tạo một âm điệu rắn rỏi, như thể là lời khẳng định tình nghĩa sâu nặng và bền vững mà người đi dành cho người ở, cũng như là dành cho chiến khu Việt Bắc. Mình đi, mình lại nhớ mình. Các em đọc câu này lên, các em nghe nó có quen không? Vâng, chính xác, đây chính là lời hồi đáp cho câu hỏi mình đi mình có nhớ mình ở đoạn trên. Thủ pháp nghệ thuật được tác giả sử dụng ở đây là gì các em? Chính xác, đó chính là hô ứng đồng vọng. Hô ứng đồng vọng lại một lần nữa xuất hiện. Nghệ thuật này nó len lỏi xuyên suốt cả mạch thơ. Vậy thì chị nhắc lại một lần nữa nha. Khi nhắc đến Việt Bắc, các em bắt buộc phải có cụm từ hô ứng đồng vọng vào giúp chị. Theo như chị nhớ thì hồi cấp 2 các em có được học qua chủ đề văn học dân gian. Trong số đó có rất nhiều câu ca dao tục ngữ sử dụng cặp từ hô ứng tăng tiến bao nhiêu và bấy nhiêu. Chẳng hạn như là ở câu này, qua đình ngã nón trong đình, đình bao nhiêu ngói thương đình bấy nhiêu. Việc sử dụng cặp từ hô ứng tăng tiến bao nhiêu và bấy nhiêu trong thơ của Tố Hữu khiến cho tác giả có thể bộc lộ được hết tình cảm lớn lao của mình hay là của các anh chiến sĩ dành cho người Việt Bắc, dành cho những đứa con của núi rừng. Núi sông không cạn cũng có nghĩa là sự thủy chung này chẳng thể bị bào mòn hay là vơi bớt theo thời gian, nó cứ mãi trường tồn như thế. Tố Hữu đã từng nói rằng, cảnh vật và tinh thần Việt Bắc đã nhập vào hồn tôi, máu thịt tôi, Việt Bắc ở trong tôi. Có lẽ vì thế mà khi đã rời xa Việt Bắc rồi, nhưng mà khung cảnh nơi đây vẫn còn vô cùng tươi mới và sống động, in sâu vào tâm trí của tác giả. Bây giờ mình sẽ cùng nhau đi phân tích phần thứ 3, nỗi nhớ của người đi về Việt Bắc. Nhớ gì như nhớ người yêu, trăng lên đầu núi nắng chiều lưng nương. Nhớ từng bản khói cùng sương, sớm khuya bếp lửa người thương đi về. Nhớ từng rừng nứa bờ tre,
ngòi thia sông đáy suối lê phơi đầy. Ta đi ta nhớ những ngày, mình đây ta đó đắng cay ngọt bùi. Thương nhau chia củ sắn lùi, bát cơm sẻ nửa chăn xuôi đắp cùng. Nhớ người mẹ nắng cháy lưng, điệu con lên rẫy bẻ từng bắp ngô. Nhớ sao lớp học y tờ, đồng khuya đút sáng những giờ liên hoan. Nhớ sao ngày tháng cơ quan, gian nan đời vẫn ca vang núi đèo. Nhớ sao tiếng mõ đừng chiều, chày đêm nện cối đều đều suối xa. Nam Cao đã từng nhắn nhủ rằng, sống đã rồi hãy viết, hãy hòa mình vào cuộc sống vĩ đại của nhân dân. Theo một bài viết chị đọc thì cái bạn này bạn ví von mối quan hệ giữa cuộc đời và nghệ thuật như thế này. Tác phẩm chính là một cánh diều và cuộc đời tạo cho cánh diều hình hài sắc vóc, còn nghệ thuật lại là luồng gió nâng cánh diều lên cao, xa hơn. Để mà làm được một cánh diều đẹp thì trước hết chúng ta cần phải có vật liệu. Vật liệu của mình mà càng tốt thì cánh diều của mình sẽ lại càng bền và càng đẹp hơn. Vậy thì sáng tác cũng vậy. Để có được một tác phẩm chất lượng thì người nghệ sĩ trước hết họ phải tìm được nguồn cảm hứng dạt dào của mình. Và cái nguồn cảm hứng đó có được khi mà tác giả, người nghệ sĩ họ sống trong cuộc đời, họ sống chan hòa với mọi người, họ trải nghiệm mọi thứ. Có lẽ Tố Hữu đã sống rất trọn vẹn 15 năm bên cạnh những người kháng chiến và những người Việt Bắc. Thế nên khi mà rời đi thì ông đã có được đủ chất liệu để xây dựng nên một bức tranh đầy hoài niệm của mình. Ở câu thơ đầu tiên, nhớ gì như nhớ người yêu. Các em phải công nhận với chị không? Không có một cái nỗi nhớ nào mà nó cồn cào và da diết như nhớ người yêu hết. Thôn đoài ngồi nhớ thôn đông, một người chính nhớ mười mong một người. Trong tình yêu đã không nhớ thì thôi, chứ mà đã nhớ rồi thì khắc khoải khôn nguôi luôn. Chính nhớ mười mong lận mà. Mặc dù ở đây trong thơ Tố Hữu là một câu chuyện giữa quân và dân, nhưng mà tác giả đã trữ tình hóa nỗi nhớ vô vàng khắc khoải ấy dưới cương vị của người yêu. Tại vì sao? Bởi vì chỉ có ở vị trí này thì may ra mới có đủ ngôn từ để diễn tả hết nỗi nhớ ấy. Ngoài ra thì Tố Hữu còn sử dụng điệp cấu trúc câu nhớ để nhấn mạnh mạch cảm xúc của mình. Nhưng mà nỗi nhớ của tác giả nó không chung chung, bao quát, mà nỗi nhớ này nó lại vô cùng rạch ròi và được cụ thể hóa qua từng sự vật. Nhớ từng bản khói cùng sương, nhớ từng rừng nứa bờ tre. Trong câu thơ tiếp theo, ta lại một lần nữa bắt gặp những hình ảnh không gian bất biến, ngồi thia sông đáy suối lê phơi đầy. Ở đây nó thể hiện điều gì các em? Đó là nỗi nhớ chẳng thể cạn kiệt hay bào mòn qua thời gian, mà ngược lại nó ngày càng dâng lên đầy đặn và mênh mông hơn. Hình ảnh bếp lửa nó có gợi cho các em chút ký ức gì của lớp 9 không? Đúng rồi, hồi đó mình đã từng học một bài thơ, đó là bài Bếp lửa của Bằng Việt. Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa, mấy chục năm rồi đến tận bây giờ, bà vẫn giữ thói quen dậy sớm. Nhóm bếp lửa ấp yêu nồng đượm, nhóm niềm yêu thương khoai sắn ngọt bùi, nhóm nồi xôi gạo mới sẽ chia vui, nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ. Ôi, kỳ lạ và thiêng liêng bếp lửa. Nếu như hình ảnh bếp lửa trong thơ của Bằng Việt nó gợi lên một cái tình cảm gia đình, thì hình ảnh bếp lửa trong thơ của Tố Hữu nó lại gợi lên một không khí vô cùng ấm áp giữa tình quân dân. Người thương đó có thể là một người chị, một người em, một cô gái hay thậm chí là một người mẹ. Chữ thương á, động lại sau cùng cảm giác nghe nó rất là nặng tình và nặng nghĩa. Sẵn có hình ảnh bếp lửa ở đây thì chị sẽ giới thiệu cho các em một loại bếp được sử dụng rất là phổ biến trong thời kỳ kháng chiến. Đó là bếp Hoàng Cầm. Cái tên nghe rất là quen nhưng mà không phải ai cũng nhìn thấy nó rồi. Thì lý do ra đời của bếp Hoàng Cầm này đó là việc nấu ăn ở thời kỳ kháng chiến nó rất là khó khăn. Nấu ban ngày thì thấy khói, còn nấu ban đêm thì cũng nhìn thấy ánh lửa lập lòe. Thế nên là chiến sĩ nuôi quân Hoàng Cầm mới có sáng kiến là tạo ra bếp Hoàng Cầm để có thể cho cái việc nấu ăn nó dễ dàng hơn. Thì bếp Hoàng Cầm là một cái loại bếp được khoét vào sườn đồi hoặc là được đào dưới đất với những cái rãnh rất là dài. Và trên cái rãnh đó người ta sẽ lót bằng cành cây và phủ lên đất ẩm. Thì nó sẽ tạo ra những cái ống thoát khói. Khi nấu ăn á, thì khói sẽ tỏa vào các rãnh đó và bốc lên. Khi mà bốc lên thì gặp đất ẩm nên là bị lọc và cản lại. Thế nên là khói nó chỉ có thể bay được là trên mặt đất, chứ không bốc thẳng lên trời.
Và vậy thì cái loại bếp này nó đã giải quyết được cái vấn đề nấu ăn giữa rừng mà không sợ bị quân địch phát hiện. Rồi bây giờ mình cùng nhau sang tiếp 6 câu sau ha. Ta đi ta nhớ những ngày, mình đây ta đó đắng cay ngọt bùi, thương nhau chia củ sắn lùi, bát cơm sẻ nửa chăn xuôi đắp cùng, nhớ người mẹ nắng cháy lưng, điệu con lên rẫy bẻ từng bắp ngô. Thành ngữ đắng cay ngọt bùi chính là những dư vị cuộc sống mà họ đã cùng đồng cam cộng khổ, cùng nhau trải qua. Ở đây nghệ thuật được tác giả sử dụng là gì các em? Đó là nghệ thuật tả thực. Ông lột tả một cách trần trụi sự thiếu thốn, nghèo đói, khốn khổ đến bần cùng của những con người nơi đây. Củ sắn có một tí cũng phải chia nhau, bát cơm cũng phải xẻ đôi, hay thậm chí là tấm chăn thì cũng phải đắp cùng. Nhưng mà sự sẻ chia này có đáng quý không các em? Đáng quý chứ sao không? Mặc dù giá cả hay là chất lượng thì nó không có bao nhiêu hết, nhưng mà cái tình, cái nghĩa nó lại nặng. Sự sẻ chia trong lúc khó khăn mới là điều đáng quý. Người Việt Bắc sẵn sàng cho các anh cán bộ ăn, mặc dù bản thân mình cũng đói chẳng khác gì họ. Phải như câu thơ của Tố Hữu: còn gì đẹp trên đời hơn thế, người với người sống để yêu nhau. Những anh cán bộ khi mà rời Việt Bắc trở về miền xuôi thì họ ôm theo rất là nhiều kỷ niệm, và trong số đó hình ảnh họ nhớ nhất chính là hình ảnh của người mẹ. Người mẹ phải làm việc trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt, nhớ người mẹ nắng cháy lưng, điệu con lên rẫy bẻ từng bắp ngô. Hay là người mẹ trong thơ của Nguyễn Khoa Điềm, trong bài khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ, cũng đã làm việc dưới cái nắng vô cùng gay gắt như thế. Em cu tai ngủ trên lưng mẹ ơi, em ngủ cho ngoan đừng rời lưng mẹ, mẹ giả gạo mẹ nuôi bộ đội, nhịp chài nghiêng giấc ngủ em nghiêng, mồ hôi mẹ rơi má em nóng hổi, vai mẹ gầy nhấp nhô làm gối, lưng đưa nôi và tim hát thành lời, ngủ ngoan A Cây ơi, ngủ ngoan A Cây hỡi, mẹ thương A Cây, mẹ thương bộ đội, con mơ cho mẹ hạt gạo trắng ngần, mai sau con lớn vun chày lúng sân. Theo một cuộc khảo sát trên thế giới, người ta nói rằng mẹ là từ ngữ đẹp nhất. Và các em có công nhận với chị không? Mẹ là những người phụ nữ vô cùng bản lĩnh. Những người phụ nữ trong thời kỳ kháng chiến lại càng mạnh mẽ và bản lĩnh hơn. Có một câu chuyện đó là người mẹ phải chôn sống con để cứu cả làng thoát chết. Câu chuyện đó là của bà Lê Thị Nghê. Đây là một câu chuyện có thật nha các em. Và các em biết không, cái hậu quả đó là sau này khi mà đất nước hòa bình rồi thì bà Nghê lại nửa điên nửa tỉnh. Bởi vì cái đó là một cái cú sốc quá lớn. Những người phụ nữ Việt Nam, ôi những người mẹ thật sự rất là tuyệt vời và rất là bản lĩnh. Quay lại với người mẹ trong thơ của Tố Hữu thì người mẹ trong thơ của Tố Hữu cũng bản lĩnh không kém khi đã làm tròn hai trọng trách. Đầu tiên đó chính là sinh thành, và cái thứ hai nữa đó chính là nuôi dưỡng bộ đội. Người ta gọi là một là mẹ chung và hai là mẹ riêng. Mẹ chung nó thể hiện ở việc cưu mang và nuôi dấu bộ đội, bẻ từng bắp ngô nè. Còn mẹ riêng là thể hiện ở việc sinh thành và dưỡng dục con cái, điệu con, vừa điệu con vừa bẻ bắp ngô. Bác Hồ đã từng tặng cho người phụ nữ Việt Nam 8 chữ vàng. Và đố các em 8 chữ đó là gì? Đó là anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang. Trong thời kỳ kháng chiến thì có rất nhiều nhà thơ và nhà văn, họ đã dùng giấy bút, dùng câu chữ của mình để bộc bạch nỗi nhớ, ghi lại sự tri ân và biết ơn đối với những người phụ nữ, những người mẹ Việt Nam anh hùng. Trong số đó chúng ta có thể liên hệ với bài Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên. Con nhớ mế lửa hồng soi tóc bạc, năm con đâu mế thức một mùa dài, con với mế không phải hòn máu cắt, nhưng trọn đời con nhớ mãi ơn nuôi. Ở đoạn thơ trên, chúng ta đã tìm hiểu về những cái mà người Việt Bắc đã cho đi. Vậy thì người kháng chiến, họ sẽ đáp lại như thế nào? Thứ nhất, họ đã trở thành những người thầy của nhân dân. Trong thời kỳ kháng Pháp thì dân ta không chỉ đối mặt với giặc ngoài không đâu, mà chúng ta còn phải đối mặt với lại giặc dốt nè, giặc đói. Thì khi ấy 90% dân số là không biết chữ. Những người chiến sĩ khi họ hành quân lên Việt Bắc thì họ đã mở ra lớp học vỡ lòng, xóa mù chữ cho người dân nơi đây. Và cũng chính họ đã mang lại hơi thở của người miền xuôi, mang lời ca,
tiếng hát đến với Việt Bắc, xua đi bóng đêm nghèo nàn lẫn quẩn của vùng sâu, vùng xa mà những con người nơi đây phải gánh chịu. Và đoạn thơ này kết lại bằng âm thanh đặc trưng của núi rừng Tây Bắc, đó là tiếng mõ, nè, tiếng chày và tiếng cối. Qua đây ta có thể thấy được một sự tinh tế trong cách cảm nhận và lưu trữ ký ức của tác giả. Phải yêu thương lắm, tác giả mới có thể cảm thấy được một sự sống bền bỉ và tươi mới đến như vậy. Người ta nói là gì các em? Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn. Chúng ta đã xong cuộc đối thoại giữa người Việt Bắc và người kháng chiến. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần thứ tư, đó là thiên nhiên và con người trong bức tranh Tứ Bình. Ta về mình có nhớ ta, ta về ta nhớ những hoa cùng người. Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi, đèo cao nắng ánh, dao gài thắt lưng. Ngày xuân mơ nở trắng rừng, nhớ người đang nón chút từng sợi giang. Ve kêu rừng phách đổ vàng, nhớ cô em gái hái măng một mình. Rừng thu trăng rọi hòa bình, nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung. Ở hai câu đầu tiên, ta về mình có nhớ ta, ta về ta nhớ những hoa cùng người. Hoa là biểu tượng của thiên nhiên, hoa cùng người có nghĩa là thiên nhiên và con người luôn đồng hành và sống đôi với nhau trong bức tranh Tứ Bình. Nỗi nhớ về thiên nhiên không thể nào tách rời nỗi nhớ về con người. Cảnh làm cho người đẹp hơn và người thì lại làm cho cảnh có linh hồn hơn. Thế nên hai câu đầu chính là duyên cớ để tác giả có thể bộc bạch được nỗi lòng của mình. Tứ Bình là một dòng tranh có bố cục gồm 4 bức và mỗi bức đại diện cho một mùa: xuân, hạ, thu, đông. Bức tranh đầu tiên trong thơ của Tố Hữu chính là bức tranh của mùa đông. Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi, đèo cao nắng ánh, dao gài thắt lưng. Ta thấy được có một sự hòa quyện giữa gam màu lạnh và gam màu nóng. Rừng xanh được điểm xuyến những bông hoa chuối đỏ, tựa như những đốm lửa li ti thắp sáng cả khu rừng. Trong bài Ai đã đặt tên cho dòng sông, có một đoạn như thế này: trước khi về đến vùng châu thổ êm đềm, nó đã là một bản trường ca của rừng già, rầm rộ giữa những bóng cây đại ngàn, mãnh liệt qua những đền thác, cuộn xoáy như cơn lốc vào những đáy vực bí ẩn, và cũng có lúc nó trở nên dịu dàng và say đắm giữa những dặm dài chói lọi của hoa đỗ quyên rừng. Nếu như Hoàng Phủ Ngọc Tường lấy màu đỏ chói lọi của hoa đỗ quyên rừng để điểm tô cho vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính của sông Hương giữa lòng Trường Sơn hùng vĩ, thì Tố Hữu lại lấy sắc son đỏ thắm của hoa chuối rừng làm điểm nhấn cho khu rừng Việt Bắc giữa mùa đông. Và cứ thế, chuối rừng đã trở thành một biểu tượng thiên nhiên của Việt Bắc. Đèo cao nắng ánh, dao gài thắt lưng. Ở đây, tác giả đã sử dụng nghệ thuật đảo ngữ nắng ánh để miêu tả ánh sáng được phản quang ra từ chiếc dao găm của người Việt Bắc. Tại sao người Việt Bắc họ lại phải luôn mang theo dao bên mình? Bởi vì thứ nhất, đặc trưng của họ là làm nương, làm rẫy. Và cái thứ hai nữa đó chính là họ sống trong một môi trường khá là nguy hiểm với điều kiện khắc nghiệt, có thú dữ này nọ, thế nên là họ lúc nào cũng phải mang theo dao để phòng vệ. Và cái hình ảnh người Việt Bắc trên đèo cao lao động, đây là một hình ảnh thể hiện tư thế hiên ngang và làm chủ, một tư thế rất là đẹp đúng không các em? Đèo cao thì mặt đèo cao, trèo lên đến đỉnh ta cao hơn đèo. Chị có kèm một hình ảnh về chiếc dao găm của người Việt Bắc, của người miền núi. Thì cái hình ảnh này chị kiếm trên mạng không có, thế là chị đành phải vào một cái clip YouTube của anh Hoàng Nam Hãy Thách Thức Tôi để chị cắt ra. Thì các em có thể tham khảo đỡ cái hình này ha. Chúng ta cùng bước sang màu sắc thứ hai, đó là mùa xuân. Ngày xuân mơ nở trắng rừng, nhớ người đang nón chuốt từng sợi giang. Cụm từ nở trắng rừng ở đây, nó thể hiện một sức lan tỏa vô cùng mãnh liệt của thiên nhiên. Hoa mơ rất là đẹp các em. Bà con địa phương người ta hay gọi hoa mơ là cây mai rừng. Có lẽ bởi vì nó hay nở vào dịp Tết đến xuân về. Hoa mơ đã không nở thì thôi, nhưng một khi nở thì phải gọi là nở ồ ạt. Từng chùm hoa ríu rít gọi nhau về để bung ra cả cây một màu trắng muốt. Đứng giữa rừng mơ một ngày nắng xuân, ta cứ ngỡ như mình đang lạc vào một thế giới khác. Bức tranh này không chỉ có cảnh đẹp đâu mà người cũng đẹp nữa. Đó chính là nét đẹp lao động. Nhớ người đang nón chuốt từng sợi giang. Chuốt từng ở đây nó thể hiện một cái phong thái, một cái thái độ làm việc rất là
tỉ mỉ và trau chuốt của người Việt Bắc khi đan từng chiếc nón để phục vụ bộ đội. Chị thì chị rất là mê văn hóa Tây Bắc, thế nên là chị đã đi tìm hiểu xem nón giang là cái nón như thế nào. Nón giang nó cũng giống như là nón lá vậy á các em, nhưng mà cái mặt lót bên trong á thì nó lại dày dặn hơn và nó được đan khít với nhau hơn. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang bức tranh mùa hạ. Ve kêu rừng vách đổ vàng, nhớ cô em gái hái măng một mình. Trong hai câu thơ này thì các em chú ý vào từ đổ giúp chị ha. Nhà thơ vĩ đại của nền văn học Xô Viết Mayakovsky đã từng nói rằng làm thơ là cân một phần nghìn miligram quặng chữ. Và có lẽ Tố Hữu đã phải cân nhắc rất nhiều khi mà lựa chọn từ ngữ để miêu tả sự thay đổi của thiên nhiên, sự chuyển mùa của thiên nhiên. Đây là một sự chuyển mùa nhanh, nhanh vùn vụt, nhanh đến chóng mặt. Có lẽ Tố Hữu phải yêu thiên nhiên và phải là người tinh tế lắm mới có thể cảm nhận được sự thay đổi trong một thời gian ngắn như thế. Ở đây các em có thể liên hệ với bài Câu cá mùa thu của Nguyễn Khuyến. Sóng biếc theo làn hơi gợn tí, lá vàng trước gió khẽ đưa vèo. Từ vèo trong thơ của Nguyễn Khuyến đã nhanh thì từ đổ cũng nhanh không kém. Tất cả từ màu xanh đến màu đỏ đều phải nghiêng mình nhường lại cho sự trỗi dậy của màu vàng. Hình ảnh con người trong bức tranh mùa hạ là hình ảnh của các cô gái hái măng. Nghe cái chữ hái á, nghe tưởng đây là một công việc nhẹ nhàng, nhưng mà thực chất hái măng nó rất là khó và nặng nhọc nha. Mà những cô gái ở đây còn phải làm việc một mình nữa. Hình ảnh này không chỉ thể hiện được nét đẹp mạnh mẽ, lòng tận tụy cống hiến cho cách mạng, mà đây còn là sự vinh danh mà tác giả dành cho các cô em gái nhỏ tuổi. Hồ Chủ tịch cũng đã có một thái độ hết sức là nâng niu và trân trọng đối với những cô gái lao động. Xuân thôn thiếu nữ ma bao túc ma hoàng lô dĩ hồng. Màu sắc cuối cùng trong bức tranh tứ bình là mùa thu, rừng thu trăng rọi hòa bình, nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung. Trăng ở đây là một hình ảnh ước lệ, nó vừa tượng trưng cho sự thanh tĩnh, yên bình của núi rừng, nhưng mà nó cũng vừa là lời ca mong ước hòa bình, một ước mơ về cuộc sống yên ả của người dân. Trên cái nền cảnh hữu tình ấy chính là tiếng hát văng vẳng của ai đó, nghe thật là bâng khuâng và xao xuyến. Tác giả đã biểu dương tấm lòng son sắt, chung thủy với cách mạng của con người Việt Bắc. Các em có thắc mắc là tại sao tác giả lại miêu tả mùa đông trước rồi kết thúc bằng mùa thu mà không bắt đầu theo một cái trình tự thông thường không? Đều có ngụ ý nghệ thuật của tác giả hết. Ông miêu tả bức tranh tứ bình dựa trên thời gian hình thành và phát triển của cuộc kháng chiến. Mở đầu là cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp vào mùa đông năm 1946 và vào mùa thu năm 1954 thì thủ đô Hà Nội được giải phóng. Còn một cái ý khác nữa, theo như chị biết thì mùa đông là mùa lạnh lẽo, mùa của giá rét. Nó tượng trưng cho những năm tháng âm u và tối tăm của dân tộc ta. Trải qua những cuộc kháng chiến, điểm kết thúc là mùa thu. Hình ảnh ánh trăng tròn treo mình trên bầu trời chính là tượng trưng cho hòa bình. Nó có nghĩa là dân tộc ta đã giành được độc lập. Sang phần cuối cùng, nỗi nhớ về cuộc kháng chiến hào hùng của dân tộc. Đoạn này theo như chị nhớ thì nó rất là dài, nhưng mà cô chị chỉ dạy có một phần thôi thì chị học bao nhiêu chị sẽ giảng lại cho các em bấy nhiêu. Tại vì nếu như mà có giảng cái khúc sau thì chị cũng chả biết phải giảng như thế nào. Những đường Việt Bắc của ta đêm đêm rầm rập như là đất trung, quân đi điệp điệp trùng trùng, ánh sao đầu súng bạn cùng ngũ nang. Dân công đỏ đuốc từng đoàn, bước chân nát đá muôn tàn lửa bay. Nghìn đêm thăm thẳm sương dày, đèn pha bật sáng như ngày mai lên. Tin vui chiến thắng trăm miền, hòa bình Tây Bắc Điện Biên vui về. Vui từ Đồng Tháp An Khê, vui lên Việt Bắc đèo Da núi Hồng. Hai câu đầu tiên đã miêu tả được một cái khí thế khi ra trận của quân đoàn. Những đường Việt Bắc của ta đêm đêm rầm rập như là đất trung. Từ của ở đây nó thể hiện một tinh thần vô cùng tự hào khi mà con người Việt Nam giờ đây đã được làm chủ con đường cách mạng, thống lĩnh đất nước. Đối với chị thì niềm tự tôn của dân tộc Việt Nam rất là cao. Không chỉ có bài Việt Bắc đâu mà ở trong những bài thơ khác, điển hình là bài Đất nước của Nguyễn Đình Thi, ông cũng đã thể hiện một cái tinh thần rất là tự hào khi được làm chủ con đường cách mạng. Trời xanh đây là của chúng ta, núi rừng đây là của chúng ta, những cánh đồng thơm ngát, những ngã đường bát ngát, những dòng sông đỏ nặng phù sa.
Khi làm đến câu thơ này thì các em có thể liên hệ với bài Đất nước của Nguyễn Đình Thi ha. Chúng ta sang câu thơ tiếp theo. Đêm đêm rầm rập như là nước trung. Đêm đêm ở đây nó mang hai nghĩa. Nghĩa đầu tiên đó chính là nó gợi cảnh đào hầm, đào núi trong đêm khuya của dân tộc ta. Có người Việt Nam đã không làm thì thôi, nhưng mà một khi đã ra trận rồi thì phải gọi là thay trời chuyển đất, thay đổi cả một vận mệnh của dân tộc luôn. Nghĩa thứ hai, đêm đêm nó ẩn dụ cho đêm trường nô lệ mà nhân dân ta phải trải qua. Chúng ta chịu đựng dưới hai ách thống trị, thằng giặc Tây, thằng chúa đất, đứa đè cổ, đứa lột da, xiềng xích chúng bay không khóa được, trời đầy chim và đất đầy hoa, súng đạn chúng bay không bắn được, lòng dân yêu nước thương nhà. Mặc dù bị đàn áp và phải trải qua rất là nhiều khổ cực, nhưng mà như đây thì nó hề hấn gì với con người Việt Nam. Các em lên mạng và các em nghe thử bài Gia tài của mẹ đi thì các em sẽ biết được là dân ta phải trải qua bao nhiêu năm đô hộ. 1.000 năm nô lệ giặc Tàu, 100 năm đô hộ giặc Tây, nhưng mà xiềng xích chúng bay làm sao khóa được, trời đầy chim và đất đầy hoa, sự tự do và hòa bình vẫn là ước mơ của con người Việt Nam. Và một khi đã ước mơ rồi thì không gì có thể ngăn cản được. Chúng ta bước đến 6 câu thơ sau. Và trong 6 câu thơ này chúng ta sẽ đi phân tích 3 hình ảnh. Đầu tiên là đoàn quân, thứ hai là đoàn dân công, và cuối cùng là đoàn xe quân sự. Quân đi điệp điệp trùng trùng, ánh sao đầu súng bạn cùng ngũ nang. Trong câu thơ này, một loạt những từ lấy hoàn toàn được sử dụng. Điệp điệp trùng trùng nè, đã vẽ lại cảnh đoàn quân dài vô tận với những bước đi càng lúc càng dồn dập hơn. Hình ảnh ánh sao đầu súng là một tứ thơ rất đẹp, gợi nhiều liên tưởng. Nghĩa đầu tiên, tác giả sử dụng nghệ thuật nhân hóa, ánh sao treo lững lơ trên bầu trời, cất bước hành quân và bầu bạn cùng người lính. Dường như đến cả thiên nhiên cũng đồng hành và soi sáng khắp các ngã đường cách mạng của dân ta. Ở nghĩa thứ hai, ánh sao là một hình ảnh ẩn dụ, ánh sao ngự trị trên mũ của người lính cũng chính là niềm tin chiến thắng, niềm tin về lý tưởng cách mạng cao đẹp mà họ dốc lòng phục vụ. Trong hai câu thơ tiếp theo, dân công đỏ đuốc từng đoàn, bước chân nát đá muôn tàn lửa bay. Những bó đuốc đỏ rực soi đường, làm bừng lên hình ảnh đoàn dân công tiếp lương, tải đạn với đủ cả già trẻ, gái trai. Họ đến từ những miền quê với quyết tâm là vượt qua khó khăn, nguy hiểm để đảm bảo được lương thực, thuốc men cho tiền tuyến. Tác giả còn sử dụng nghệ thuật nói quá, bước chân nát đá. Cách nói cường điệu này, nó vừa diễn tả được một sức mạnh hùng hậu phục vụ cho chiến trường, và đồng thời nó cũng phát huy được hết sức mạnh của toàn dân. Cuộc chiến này không chỉ là cuộc chiến của quân đoàn, mà đây đích thực là cuộc chiến của nhân dân, phải do nhân dân làm chủ. Thâm thẳm sương dày có nghĩa là ẩn dụ cho quá khứ bị đàn áp và những tháng ngày tăm tối của dân tộc ta. Còn ngày mai lên là một nghệ thuật so sánh. Đây là niềm tin tưởng, lạc quan, hình ảnh thơ mang ý nghĩa biểu trưng cho một tương lai tươi sáng của đất nước. Hai câu thơ này có nhịp điệu dồn dập, mạnh mẽ và gấp gáp. Điều đó góp phần tạo nên âm hưởng hào hùng, sôi nổi cho cuộc kháng chiến. Nếu để ý thì các em sẽ thấy đoạn thơ này nó ngập tràn ánh sáng luôn. Ánh sao nè, ánh đuốc nè, cho đến ánh đèn pha, thì đây là ánh sáng của niềm tin, tất cả gộp lại tạo thành một khúc hùng ca chiến thắng cho dân tộc. Bốn câu thơ cuối cùng nó chỉ đơn giản là gợi ra những chiến thắng lẫy lừng của dân tộc ta thôi. Tin vui chiến thắng trăm miền, hòa bình Tây Bắc Điện Biên vui về, vui từ Đồng Tháp An Khê, vui lên Việt Bắc đèo da núi Hồng. Không chỉ có Việt Bắc mà từ vùng cao cho đến đồng bằng, tất cả mọi miền trên đất nước đều hướng về vùng đất địa linh này bằng một trái tim dạt dào tình yêu thương. Bốn câu thơ này nó liệt kê những chiến thắng lẫy lừng, vì vậy nó cũng mang đậm chất sử thi, đúng với phong cách sáng tác của tác giả. Yay, vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong văn bản. Bây giờ mình sẽ đi tổng kết lại về nội dung cũng như là một số nghệ thuật nổi bật của bài Việt Bắc ha. Về nghệ thuật, đầu tiên các em phải nhớ khi nhắc đến bài này đó chính là tác giả đã mượn dòng hồi tưởng từ hiện đại để nhớ về quá khứ, viết nên một bức tranh đầy hoài niệm về cảnh sinh hoạt, về cuộc sống và những năm tháng kháng chiến cùng với những con người Việt Bắc. Nghệ thuật lớn thứ hai đó chính là thể thơ lục bát. Lục bát nó xuất phát từ ca dao các em. Ca dao là thơ dân gian Việt Nam được truyền miệng từ đời này sang đời khác, và lâu dần nó được chuyển biến thành thơ. Việc sử dụng thể thơ lục bát khiến cho tác phẩm của Tố Hữu nó mang đậm bản sắc dân tộc. Nghệ thuật thứ ba đó chính là hô ứng đồng vọng.
Các em nhớ nha, khi mà phân tích bài thơ của Tố Hữu thì các em phải lồng ghép cái nghệ thuật hô ứng đồng vọng này xuyên suốt cả bài thơ. Nếu như mà đề không hỏi thì chúng ta vẫn phải đá động đến. Chị nói rồi á, cái từ này nó là cái chìa khóa để quyết định điểm số của các em có cao hay là không. Cuối cùng đó chính là hệ thống từ lấy và ngôn ngữ thuần Việt. Thì những cái yếu tố này nó gộp lại, nó kiến tạo nên phong cách sáng tác của Tố Hữu. Các em nhớ là phải học thuộc phong cách sáng tác của Tố Hữu nha. Ai không thuộc chứ Tố Hữu thì nhất định phải thuộc. Bởi vì khi mà ra thi á, người ta cho 10 đề á, phân tích có dòng dòng đi đâu đi chăng nữa thì cuối cùng chốt lại vẫn phải làm rõ về phong cách sáng tác của Tố Hữu thôi. Các em không tin thì các em có thể đi tham khảo các cái đề trên mạng hoặc là đề của thầy cô xem. Nội dung của bài thơ này thì các em có thể tham khảo trong sách giáo khoa ha. Việt Bắc là khúc hùng ca và cũng là khúc tình ca về cách mạng, về cuộc kháng chiến và con người kháng chiến. Thể thơ Lục Bát, kiểu kết cấu đối đáp, ngôn ngữ đậm sắc thái dân gian, tất cả đã góp phần khắc sâu lời nhắn nhủ của Tố Hữu: hãy nhớ mãi và phát huy truyền thống quý báu anh hùng bất khuất, ân nghĩa thủy chung của cách mạng và con người Việt Nam. Mình sang phần mở rộng ha. Phần mở rộng hôm nay mình sẽ tìm hiểu về hai vấn đề. Đầu tiên đó chính là cái tôi của Tố Hữu, hay gọi cách khác đó chính là phong cách sáng tác. Và cái thứ hai nữa đó chính là những nhận định liên quan đến Tố Hữu và tác phẩm Việt Bắc. Phong cách sáng tác của Tố Hữu có 4 đặc điểm chính. Đầu tiên là trữ tình chính trị, thứ hai là khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn, thứ ba là đậm đà bản sắc dân tộc, và cuối cùng là giọng điệu tâm tình tha thiết. Trữ tình chính trị là gì? Trữ tình chính trị là niềm vui lớn, lẽ sống lớn được thể hiện qua các sự kiện lịch sử quan trọng. Sự kiện lịch sử ở đây là gì? Đó là cuộc chia tay giữa người Việt Bắc và người kháng chiến. Sau khi Hiệp định Geneva được ký kết và thủ đô giải phóng thì người kháng chiến phải khăn gói từ Việt Bắc để trở về miền xuôi. Đây là một sự kiện của dân tộc. Khi mà nhắc đến chính trị thì người ta sẽ nghĩ đến cái gì đó rất là khô khan và cằn cỗi. Nhưng mà đối với Tố Hữu, một cây bút đại tài như ông, thì ông đã trữ tình hóa nó đi, khiến cho chính trị, thơ chính trị khi mà đọc lên nó không khô khan cằn cỗi, mà nó lại rất là nhẹ nhàng, êm đềm và dễ đi vào lòng người. Đặc điểm thứ hai là khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn. Thì cái này chị đã giảng trong bài Tây Tiến rồi, các em có thể xem lại phần mở rộng để hiểu hơn ha. Cái thứ ba nữa đó chính là đậm đà bản sắc dân tộc. Thì bản sắc dân tộc là gì? Là một phạm trù mỹ học, tư tưởng thẩm mỹ và đạo đức đặc trưng cho mỗi dân tộc, được xuất phát từ những gì xa xưa và đi vào nếp sống truyền thống của con người. Tính dân tộc trong thơ của Tố Hữu ở bài Việt Bắc thì nó không chỉ thể hiện qua nội dung mà còn thể hiện qua hình thức nữa. Hình thức là thể thơ Lục Bát nè, ngôn ngữ thuần Việt nè, còn nội dung đó chính là những cái tư tưởng đạo lý, những cái truyền thống mà ông đã lồng ghép vào, đó chính là tư tưởng uống nước nhớ nguồn, lòng yêu nước, vân vân và mây mây. Mình cùng nhau sang phần cuối cùng thôi nào. Đó là những nhận định liên quan đến Tố Hữu và tác phẩm Việt Bắc. Đối với bất kỳ tác phẩm nào cũng vậy, khi mà chị đưa những nhận định á, thì chị sẽ chọn những nhận định ngắn và dễ nhớ nhất. Mình không cần nhớ quá nhiều đâu, mình chỉ cần nhớ 1 đến 2 câu nhận định và mình sử dụng cho tất cả các bài phân tích là được. Ở đây thì chị có cho các em tham khảo 2 câu ha. Tố Hữu đã đưa thơ chính trị lên đến trình thơ rất đổi trữ tình. Câu này là của Xuân Diệu. Câu này các em có thể dùng để liên hệ với đặc điểm trong phong cách sáng tác của Tố Hữu, đó là trữ tình chính trị. Câu thứ hai là cảnh vật và tinh thần Việt Bắc đã nhập vào hồn tôi, máu thịt tôi, Việt Bắc ở trong tôi. Câu này là do chính tác giả nói. Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong bài Việt Bắc. Thì mặc dù nó đã hơi trễ rồi nhưng mà chị mong là nếu như các em không hiểu thì các em có thể tham khảo lại cái clip của chị ha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các em đã luôn ủng hộ chị.